Đây trộn cơm với cả ấy cho nó ăn. Đấy, cơm thóc bung nha. Cho thóc cho vào đun dừa lên. Cho để cho gà cho cà cá ăn thế là xong. À, cho cái năm nữa. Cả lúc nãy mình quay ở cái video kia là khá là may, ngoài cả trồng múc ra. Tối hôm qua có cả chuối đổ vào đây nữa nên là chứ em nghĩ không cần về đâu. Em quay em bốc. Rồi bẻ nó cho thêm tí nước nữa vào đổ ra xong. Bạn mèo ơi, thấy ai cũng quấn 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 chân, xinh 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 xinh. Ủa, con mẹ mèo mướp đấy, ra con màu vàng ấy. Meo. Đây là sư, đây là tử, còn đây là con thử ăn nốt con ăn nốt sữa chua đi. con mon Món mới sư mới tử cái gì? Đun nhiều nước thế nó có ăn hết đâu. Để cho chó ăn. Để cho chó cho gái. Mang cam sát. Tặng viên này nên không phải cho con viên nữa. Này lười cho con viên. Ôi đá nó kìa có con. Hình như có vẻ là ai ném cái sữa chua xuống nào nhá. Cho ấy cho ăn phát rồi nó đi về đông chưa đấy. Ui, con nhốt nhốt gì đây đấy. Đây là đàn gà đẻ nhà mình đây. Con nào mà đít to thì đẻ trứng to, con nào đít bé thì đẻ trứng bé. Đây là có thóc bung này trộn với bỗng này mới cắm ta. Mang rửa lốt cho cá. Đây phải bảo thế này nhá, đừng con hai con ba con gà sống. Cái bạn kia là tại vì cái bay lên cây nhiều quá nên là bị xích chân vào. Bạn kia cũng thế. Ba mốt con gà. Mấy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 10 con vịt. Nó cũng ăn no rồi nên là nó cũng đình đãng thôi. Cái diều của nó mang cánh kia mà. Chứng tỏ hôm nay mấy con vịt này ăn no rồi sao ấy. Nó cũng không thèm chi nhê gì. Đấy, lại đi ra ao nó bơi. Không có cái bèo nó lên nổi với nó luôn.
bưởi em đã có quả to rồi này. Hoa bưởi. Thế thôi. Xin mọi người xem hết video ủng hộ kênh của Quyên nha. Hẹn mọi người vào nhặt trứng ngày mai.